các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Như các bạn đang thấy đằng sau lưng tôi là một chiếc siêu xe Bugatti. Thì như chúng ta đã biết, siêu xe và đồng hồ xa xỉ nó là một cái sự kết hợp rất là ăn ý với nhau. Như Richard Mille thì ăn dơ với những siêu xe McLaren, còn Pablo là La Ferrari, thì Jacob & Co đó chính là Bugatti. Thì như chúng ta đang thấy, tôi đang ở biệt thự, với biệt thự giới thiệu sản phẩm mới của Jacob & Co. Đây chính là toàn cảnh của Jacob & Co tại Vezuwa 2019. Là chúng ta hãy cùng đi một vòng để xem năm nay Jacob có gì mới các bạn nhé. Giới thiệu qua một chút về Jacob thì Jacob & Co là một cái công ty kim hoàn nổi tiếng ở Mỹ. Ưu điểm của thương hiệu đó chính là chế tác kim cương và đá quý. Đây như các bạn đang thấy, đây chính là một bộ trang sức kim hoàn hoàn toàn bằng kim cương và vàng trắng. Như tôi đang nhìn thấy là vàng trắng với những viên kim cương rất là lớn. Đó các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Rồi. Vì sự kiện này là một cái sự kiện mà tôi tham gia vì đồng hồ, thế nên là chúng ta hãy quay lại với những chiếc đồng hồ phức tạp thuộc nhà Jacob & Co các bạn nhé. Đầu tiên ấy thì đó chính là Jacob & Co Astronomia. Thì trong năm vừa qua tôi cũng đã có một cái video review giới thiệu một chiếc đồng hồ Astronomia Solar tại Việt Nam. Đó thì đây chính là những người anh em của chiếc đồng hồ đó đây, những biến thể. Chiếc đồng hồ của tôi khá giống với phiên bản này. Tuy nhiên của tôi là những tiểu hành tinh bằng đá quý, còn phiên bản này là các tiểu hành tinh ở trên nền mặt số. Ở đây, một chiếc đồng hồ để bàn Astronomia hoạt động. À, nó đang chạy đấy các bạn ạ. Rồi, đi tiếp. Đây, năm nào cũng vậy. Jacob & Co luôn luôn có những người mẫu rất là xinh đẹp. Đây là một bộ sưu tập tiếp theo dành cho những người thường xuyên phải di chuyển. Đó, thì đây chính là cái bộ sưu tập mà mang tên là SF24 Tourbillon. Thì những chiếc đồng hồ này thì được như Jacob & Co miêu tả là bậc thầy về đồng hồ World Time, có nghĩa là đồng hồ với những nhiều múi giờ khác nhau, để khi chúng ta di chuyển đến bất kỳ một thành phố nào thì chúng ta cũng có một múi giờ tương ứng. Thì chiếc đồng hồ này ấy, thì mang cái caliber là GCA A03. Thì đây là cái cơ chế đồng hồ tourbillon với cơ chế là tourbillon bay, flying tourbillon. Đấy, 1 phút. Những chiếc đồng hồ này là những chiếc đồng hồ tự động. Di chuyển tiếp. Đây chính là bộ sưu tập đang được Jacob & Co PR trong thời gian gần đây. Đó chính là Epic X. Và sau đây là hình ảnh trong cái căn biệt thự. Để vào trong biệt thự này thì chúng ta cần phải có giấy mời rất là sang trọng và xa xỉ, và những khách mời rất quan trọng của Jacob. Sau đây thì chúng ta cùng khám phá chiếc đồng hồ Jacob & Co Turbo Twin Turbo Furious. Thì chiếc đồng hồ này thì có cái đường kính là 57x52mm. Riêng cái lớp vỏ đồng hồ thì cũng đã rất là phức tạp các bạn ạ. Được lắp ráp từ 88 bộ phận khác nhau. Việc lên dây cót thì cũng rất là đặc biệt với cần gạt ở góc 3 giờ. Đây là những chiếc đồng hồ dành cho nữ giới. Rất nhiều kim cương, lấp lánh và đắt tiền. Tiếp đến là những chiếc Jacob & Co với hình ảnh là những cái máy xúc tourbillon. Rất là đẹp mắt và trông rất là lạ, đúng không các bạn? Sau đây là những cái bộ trang sức
rất là quý giá và đắt tiền đến từ Jacob & Co. Và đó chính là toàn cảnh của gian hàng Jacob & Co tại sự kiện Bezoworld 2019. Chúng ta lại bước ra ngoài với một chiếc siêu xe Bugatti. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.